Ui giời ơi, ông thần nào lại vứt chó ở nhà mình rồi. Ui giời ơi, lại một con chó mọi người ạ. Lại ông nào vứt chó nhà mình đây tặng nhưng mà không ghi giấy tờ gì đây, không ghi viết cái gì đây. Em cầm quay anh xem nào. Con này không biết con chó gì đây. Con này hình như là con bút đồ hay sao anh ạ. Này con bút đồ. Bút đồ. Đây mọi người ạ, ngày nào cũng thế. Suốt ngày fan hâm mộ đến tặng quà xong rồi tặng cả chó này, nhà con đầy chó rồi con nuôi được đâu mà cứ tặng suốt ngày tặng như này. Con này thôi tí nó cầm vào trong kia xem là có ai khả năng là mình tặng lại con này thôi chứ mình có nuôi được đâu. Không nào. Nào ơi. Em ơi, cô nhận đây em à? Em nào? Mày nhận ra luôn đấy. Mày vứt chó nhà anh à? Vâng. Cầm cầm về đi, anh không nuôi đâu. Thôi em tặng anh mà. Thôi. Anh mấy khi em mãi lên đây chơi anh em tặng anh ấy. Fan fan của anh gì? Vâng, em fan của anh. Thôi 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 đừng thôi tặng anh nuôi đấy. Em thấy anh yêu thương động vật ấy, anh nuôi đi. Em không nuôi nữa, nhà em bây giờ em không có chỗ nào để nuôi, em cho anh ấy. Thôi anh thôi. Thôi anh không nuôi. Anh cầm hộ em ấy, em cho anh ấy. Em không nuôi nữa đâu. Đấy mọi người, đây là mình là không muốn nuôi đâu nhưng mà các bạn cứ đến tặng mình ấy. Thôi đây cái cầm về đi, anh không nuôi nói thôi thật. Thôi anh nuôi đi. Cái thằng này. Anh nuôi đi, anh cầm về anh nuôi, em không nuôi đấy, fan, em cho anh ấy. Fan của anh xuống anh chơi là quý lắm rồi, không phải tặng anh. Em rất là quý anh, em hâm mộ anh, em cho anh con chó. Em thấy anh nuôi chó rất là đẹp. Ôi anh không nuôi nhá. Thôi anh em mình cứ trao qua cho lại, em đã có lòng rồi, anh phải có dạ em cho anh ấy. Anh cầm đây. Mọi người mãi Hải Dương xuống quý hóa quá tặng mình con chó. Cứ mình đã không lấy rồi. Thà luôn đi. Đợt trước là bao nhiêu người đến tặng mình rồi mình đã không nuôi rồi, phải nhiều chó quá rồi. Đi vào đây. Ta bảo anh nói thật là tí ở đây chơi với anh xong rồi cầm chó về chứ anh không nuôi. Em nói thật này, em nhìn nhà anh bao nhiêu chó này. Em này. Ui giời, chó mèo này một đống này, anh không nuôi được đâu. Em xuống đây chơi thì em quý anh thì em mới cho anh, chứ còn chó bao tiền em cho anh làm gì. Mà anh phải hiểu được tấm lòng của em, tấm lòng của em nó rất là gọi là chân thành đấy. Em cho anh con chó về anh nuôi, bao giờ mỗi lần anh mở con chó này ra anh nhìn anh cho nó ăn anh lại nhớ đến em. Đấy mà... một người em đeo khẩu trang đen đấy. Nhưng mà trông như thằng này quen lắm. Trông cái xe này cũng quen. Mày bỏ khẩu trang ra chưa nào. Ui giời. Này nhất cà tê. Thằng nhất cà tê. Rõ ràng là ông ấy tặng cho mình con chó này mà ông còn không nhớ con chó này các bạn ạ. Mình không đau đầu luôn. Này mà như là em cắt lông đi rồi sao. Đợt trước anh nhớ. Mọi người ạ, đợt trước mình nhớ là mình có tặng em nhất một con chó. Đấy mọi người ạ, thì con chó này là trước cũng là chó của mình tặng em nhất đây. Hôm nọ xuống chơi tặng, sao hôm nay xuống đây lại cầm nó xuống này. Cầm xuống cho thăm lại chủ cũ chứ anh mở xem đẹp cực. Đây là lông của nó không phải là lông như hồi kia đâu mà em cạo nó thành một lông màu xám luôn. Rất đẹp. Đây mọi người, không biết là mọi người có nhận ra thằng này không? Thằng này là thằng mà nó giúp mình chữa con chó bị ghẻ cho bà cụ ấy mọi người. Chữa mật Alaska ấy mọi người. Đấy. Trước xuống là mình tặng cho nó con này. Thế hôm nay lại mang nó xuống đây làm gì? Khổ nó ra đi đường xa. Rồi nó thích đi chơi, người còn thích đi du lịch mình khó. Ui giời. Đấy. Đấy, trời ơi. Đẹp chưa? Con này giờ lớn kinh nhỉ. To mà màu lông đẹp, căn bản là hồi đấy em cạo nó hơi nghiệp dư ấy, thế nên là lông lá nó ra nham nhở ấy, nhưng mà không sao. Đợt trước mình nhớ là mình tặng nhất nó còn bé xíu à, lông lúc đấy nó còn trông nó còn ối rồi ôi. Thế hôm nay con này mang xuống anh là tặng anh hay là như thế nào đây? Mang xuống nhờ anh cứ mang giúp cả chủ lẫn chó. Cả chủ lẫn chó cơ. Câu chuyện nó dài lắm. Yeah. Tí nữa thì em nói sau. Anh nhìn con này có đẹp không? Có chuyện gì nên nói luôn. Dài lắm. Tí nữa anh em mình ngồi với nhau uống rượu nói say nói được. Thì cái con này là trước mình có tặng em nhất này, bây giờ nó lớn rồi. Nhưng mà em nhất thì như cạo lông nó đi rồi sao? Cạo lông đi sao nhìn trông nhăn nhở lắm. Mà... nhưng mà đợt này nó ra lông màu xám anh nhìn trông đẹp không? Chó ca xê tặng đâu phải đơn giản đâu. Nhìn lông xám đá nhá. Em thả nó ra cho nó đi. Đi. Bây giờ nhìn lạ nhà quá hay sao? Kiểu như là vừa ấy đi. Giời. Đấy chạy luôn. Giời. Tại vì ở trong làn lâu quá ấy. Không quen à. Úi giời, úi giời. Úi giời. Như tôm, chạy tôm, như tôm, chạy tôm, như tôm. Nhà mình. Tôm tôm tôm. Tên là Tôm à? Tôm. Em không đặt là Tôm. Đấy. Tôm bút đồ. Bút đồ Tôm. Giời. Tôm 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 hết nhà lưới rồi. Úi giời. Ra đấy cái con Sky đó trông nhìn thế này. Úi giời, úi giời. Ui, anh đây bây giờ mới nhìn ngợp hết cả mắt. Cái gì? Anh... con này nhìn to ở trong ảnh nhỉ?
Ừ, to em biết mà. Là anh mua vợ hai rồi nhưng mà em nhìn nó ở ngoài vãi cả trường quả lốp này. Ui, to gấp đôi Ablet của em. To gấp đôi luôn. Lào xe 200 triệu khác. Đó màn. Ê, em nhìn ở trên clip trông nó bé thôi nhưng mà nhìn ngoài đời là mới to. Cái này thì em đây trông chân được anh ạ. Để em một chút nào. Chào lên xem nào. Ui ôi. Chân chân ngắn không chống được. Ui. Cẩn thận đấy, con này nó gần 200 cân ấy. Đè phát là nó đè mình chết các bạn. Đè gãy chân ấy. Nhưng mà công nhận là màu này đẹp. Em ấy trước giờ nhìn PKL là bọn nó đi ngoài đường nhưng mà bọn nó phóng nhanh. Anh hiểu không? Ừ. Bọn nó phóng vẹt qua em chưa nhìn thấy kỹ mà hôm nay nhìn con này ở ngoài nhìn trông dã man ấy. Như kiểu con ngựa chiến ấy. Mọi người nhìn này. Bây giờ con này. Con này nó cũng thích PKL đấy anh ạ. Con này cho cưỡi phân khối lớn luôn. Con này bút đồ đẹp phết đấy. Lần này giờ nó ra lông đẹp phết đấy. Lông sám khói. Tưởng fan hâm mộ nào tặng anh. Fan nào tặng con bút đồ mấy triệu. Tặng đầy ấy. Fan anh tặng suốt ngày ấy. Anh có nhận đâu, anh từ chối hết. Đây em bảo nhà anh này nuôi con Samoy Alaska này. Này con ngáo rồi. Nói chung là cũng nhiều. Đây con bông này, con mèo nữa này, con đũn này. Nhiều nuôi. Nhà anh có khác cái gì cái sở thú đâu rồi. Giờ mà nuôi thêm con này nữa là chịu. Có ai nuôi đâu, thằng Vương nó đi học. Thằng Toàn Ngơ thì bây giờ nó đang về quê, nó có chút việc rồi. Đấy, bây giờ anh ở một mình với Vương thôi, với anh Hùng thì đi làm chiều anh về. Gọi là một mình là không kham nổi đấy. Không nuôi được luôn. Ở đây chơi hay như nào thì bảo anh để còn biết đường anh đi mua cơm cháo. Có một chút việc là cần nhờ anh thôi. Một việc gì? Anh em mình tí vào trong nhà có gì em nói. Thế thì đi vào trong nhà nói luôn. Ôi, thế có chuyện gì mà nghe nghiêm trọng thế? À, em xuống đây thì đang hỏi anh là xem anh có tiền không thì cho em vay khoảng tầm 30 triệu. Cho em vay khoảng tầm 30 triệu. Để đặt lại khó khăn quá. Đợt này bế quá. Vay 30 triệu cơ? Thì làm gì mà vay anh 30 triệu cơ? Anh lần trước anh biết đấy, em bị mất 30 triệu xong rồi em vay đóng bọn ở ngoài kia 30 triệu mà để bi bắt đàn cún ấy. Thế nhưng mà đợt vừa rồi nó bị bệnh thế là nó chết hết, bây giờ còn không thu lại được vốn. Anh xem có tiền thì không thì cho em vay 30 triệu. Vì em xoay sở ở dưới đấy cũng không, anh em cũng không có. Bây giờ thì anh nói thật là tiền anh cũng không có đâu. 30 triệu thì nó to quá. Bây giờ anh cũng không có. Còn bây giờ anh tính như này. Thì em xem bây giờ nhà anh thì cũng không có người làm ấy. Thằng Toàn Ngư bây giờ nó cũng về quê có công việc rồi. Thì xem hay là em ở đây em làm với anh. Thì vào team anh làm thì một tháng anh giả em 6 triệu thì công việc của em nó cũng đơn giản thôi. Em chỉ việc gọi là dọn nhà với cho chó ăn thôi. Đấy, thì ở đây quay với anh, quay với Lốc nhá. Thì tháng anh giả em 6 triệu thì tích góp vào trả nợ dần, chứ bây giờ bảo cho anh cho em vay 30 triệu thì thực sự hơi khoai không? Thì em ở dưới thì nói thật là thì có được không? Thì em được. Xem anh bảo như thế khác gì mở cho em một cái cánh cửa mới đâu, bởi vì là em thì em cũng thích làm YouTube đúng không? Em vừa làm YouTube mà vừa thích nuôi chó luôn. Ừ, thế thì đấy thì nó phù hợp với em thì xem có làm được không, nhưng mà thế có vướng bận gì bố mẹ ở nhà không? Thì chắc là em phải thông báo về cho bố mẹ để gọi là thì bố mẹ đỡ lo lắng, với lại sắp xếp công việc ở dưới xem là tiền nong như nào, bảo đội đấy nó hoãn cho, thì gọi là mình ở đây mình làm mình trả dần theo tháng 1. Đấy thì chắc là được thôi, bởi vì là mình có nói với người ta mà. Thế tưởng có cái việc gì giải tưởng xuống anh chơi. Bảo xuống... tự nhiên thằng này đi từ Hải Dương xuống tận chỗ mình chơi con. Thì... thế được chưa? Thế như thế nhá. Thế thì nói ở với anh thì được rồi. Ok mọi người ạ, thì hôm nay em nhất em mới có xuống nhà mình chơi đấy, thì em mới cũng có cả hoàn cảnh như thế, thì mình muốn là mình nhận em nhất làm một thành viên trong team đấy, để quay clip cùng anh em. Thì như mọi người cũng biết bây giờ là anh Thao KK thì đã rời team rồi, không làm cùng mình nữa rồi đấy. Thì mình cũng có khuyên anh Thao rất là nhiều, nhưng mà anh Thao anh ấy do bận số công việc gia đình và có nhiều việc nhiều chuyện ấy, nên là anh Thao anh ấy không thể tiếp tục quay clip được. Thì anh Thao anh ấy rời team, thì em Toàn Ngơ thì cũng về quê cùng anh Thao rồi. Toàn Ngơ thì bảo là muốn về quê cùng anh Thao để giúp đỡ anh Thao một thời gian rồi em Toàn Ngơ sẽ quay trở lại team nhé mọi người nhá. Đấy thì bây giờ chỉ còn mình và Minh Vương và anh Hùng Manda, thì mấy anh em ở đây không có người làm, đang không có người làm. Nhà thì nuôi rất là nhiều chó đấy, không có thời gian luôn để dọn nhà rồi các thứ, thì
của em nhất. Em ấy bây giờ em đang gặp khó khăn thì mình cũng muốn giúp đỡ em ấy. Thì tiện cái clip này mình cũng nói luôn cho mọi người biết, thì không biết là mọi người có đồng ý nhận em nhất làm thành viên của Team ZKC không, thì mọi người có thể comment xuống dưới video nhé. Thì đấy là mình hỏi ý kiến mọi người thôi, còn nếu kể cả mọi người có không đồng ý thì mình vẫn nhận em nhất, vẫn giúp đỡ em nhất nhé. Đấy thì cảm ơn anh nhé. Thì cứ ở đây làm thôi. Bây giờ đấy thì mình cũng giới thiệu luôn, đây là em Nhất KT, có kênh YouTube là Nhất KT. Thì từ nay em ấy sẽ là một thành viên của Team ZKC. Thì mọi người có thể qua ủng hộ cho em Nhất. Đấy thôi, thì chúc mừng em nhé. Từ nay sẽ là thành một thành viên trong Team của ZKC. Đấy thì em Minh Vương có thích có thấy như nào? Em quý anh Nhất luôn chứ còn gì nữa. Rồi thế thì anh em hòa thuận nhá. Vâng. Đấy thì mấy hôm nữa Toàn Ngư nó ra rồi thì anh em sẽ làm một bữa gọi là đầy đủ anh em trong Team nhá. Ok. Đấy thế thì con chó kia thì sao? Con chó kia thì cứ để đây nguyên thôi, để lại anh em mình nuôi thôi. Ok mọi người nhá. Thì hôm nay em Nhất em mới xuống đấy, thì em mới có mang theo cả một con chó xuống nữa, thì mình sẽ để lại mình nuôi thôi. Từ nay thì có em Nhất phụ việc nhà rồi dọn dẹp rồi cho chó ăn rồi các thứ, nên là mình cũng gọi là đỡ bận hơn. Mình sẽ cố gọi là có nhiều thời gian để ra clip nhiều hơn cho mọi người xem. Ok, thôi mình cũng xin kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nhé. Hôm nay là thành viên mới Hứa Xuân Nhất. Ok, thôi chào tất cả mọi người nhé. Bye chào bye. Bạn nhé.